Thời gian gần đây, hàng loạt ghế đá công cộng tại các công viên trên địa bàn thành phố Đồng Hới liên tục bị phun sơn quảng cáo cờ bạc. Việc phun sơn quảng cáo lên ghế đá khiến nhiều người dân bức xúc. Nội dung quảng cáo ở các ghế đá đều là những khẩu hiệu và địa chỉ của các trang web đánh bạc, cá cược trái với quy định của pháp luật. Ghế đá sau khi bị phun sơn rất khó có thể lau, chùi bằng các biện pháp thông thường. Theo ghi nhận, các ghế đá tại khu vực công viên Nam Trần Hưng Đạo bị phun sơn web đánh bạc OKVIP với nội dung hôm nay 1 tỷ, ngày mai 1.000 tỷ. Các đối tượng phun sơn ở hầu hết các ghế đá tại công viên Nam Trần Hưng Đạo, công viên phường Đồng Hới, công viên Nhật Lệ, quảng trường Bảo Ninh. Những quảng cáo web cờ bạc được phun chồng lên logo của các nhà tài trợ tại công viên phường Đồng Hải gây phản cảm. Địa phương đã xóa bỏ các nội dung quảng cáo trên một số ghế đá công cộng.